lại ở hàng hà xa số chỗ phật tu vô lượng thứ hạnh khổ khó làm thân cận vâng thờ hàng hà xa số chư phật thế tôn thỉnh hỏi đạo nên tu nơi vô lượng vô biên của bồ tát và hàng hà xa số chư phật thế tôn theo lời thỉnh hỏi mà thứ lớp được chỉ dạy các chúng đại Bồ Tát đó như lời Phật dạy, tinh tấn tu học, trải qua vô lượng kiếp còn không thể chứng đắc sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Huống gì hôm nay các ông có thể chứng đắc? Khi ấy, Bồ Tát tuy nghe nói như vậy, nhưng tâm không dao động, không sợ hãi, nghi ngờ. Ác ma kia vội đến nơi hóa làm vô lượng hình tướng bí xô, bảo Bồ Tát. Các bí xô này đều ở thời quá khứ, trải qua vô số kiếp, tu vô lượng các hạnh khổ khó làm mà vẫn không thể đắc vô thượng bồ đà, nay đều nuôi trụ nơi quả A-la-hán. Làm sao các ông có thể chứng đắc bồ đà? Các bồ tát ấy nghe thấy vậy, suy nghĩ, nhất định là ác ma vì muốn quấy rối ta, nên làm những việc như vậy chắc chắn không có Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa đến quả vị viên mãn mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà lưu trụ nơi các địa vị thanh văn độc giác Bồ Tát lại suy nghĩ, nếu các Bồ Tát như lời Phật dạy, tu hạnh Bồ Tát mà không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, việc này chắc chắn không thể xảy ra, nên biết những điều đã thấy đã nghe hôm nay nhất định là do ác ma đã làm đã nói. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng còn thối chuyển. Này thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, nếu có ác ma giả hình tướng bí xô, đi đến nơi Bồ Tát muốn làm cho chán bỏ vô thượng Bồ Đà nói như vậy Trí nhất thiết trí ngang bằng hư không, lấy vô tánh làm tánh, tự tướng vốn không. Các Pháp cũng vậy, ngang bằng hư không, lấy vô tánh làm tánh. Trong tự tướng không ấy, không có một Pháp nào có thể gọi là năng chứng, không có một Pháp nào có thể gọi là sở chứng, nơi chứng, đúc chứng và do đây chứng cũng bất khả đắc tất cả pháp đã ngang bằng hư không lấy vô tánh làm tánh tự tướng vốn không vì sao các ông phải chịu khổ nhọc một cách buồng phí cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trước kia người đã nghe các chúng bồ tát nên cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đều là ma nói chứ chẳng phải lời chân thật của phật các ông nên bỏ tâm mong cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chớ nên vì các hữu tình ngày đêm tự chịu gian khổ mặc dù làm vô số những việc khổ hạnh khó làm mong cầu giác ngộ nhưng không bao giờ đạt được Đại Bồ Tát này khi nghe nói lời can ngăn của trách như vậy, quan sát kỹ những việc của ác ma, muốn làm lụn bại tâm bồ đề lớn của ta, nay ta không nên tin nhận lời chúng nói mà đánh mất tâm bồ đề lớn đã phát nguyện. Ta phải kiên trì hơn, quyết không bao giờ lay chuyển. Đại Bồ Tát nào thành tựu các tướng trạng như vậy, chắc chắn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chẳng còn thối chuyển này thiện hiện tất cả đại bồ tát bất thối chuyển muốn vào sơ tịnh lự cho đến tịnh lự thứ tư thì có thể tùy ý vào